chào các bạn nha. Hôm nay tôi sẽ đến chùa Quan Âm tại quận Ngũ Hành Sơn để chia sẻ các bạn xem. Hôm nay là ngày chiều mùng 2 Tết rồi các bạn. Trên con đường này là con đường Sư Quảng Hạnh, con đường vô chùa Quan Âm này. Đây, hai bên đường là rất đẹp các bạn. Rất đẹp. Tôi sẽ vô chùa Quan Âm. Chùa Quan Âm rất là hiện đại, rất là lớn các bạn. Rồi tôi gửi xe cho tôi vô các bạn nha. Gửi xe cho vô. Đây, tôi gửi xe cho vô tàu để chia sẻ các bạn xe. Gửi xe đây hả? Tôi gửi xe rồi, tôi sẽ đi bộ vô để chia sẻ các bạn xem đây. Bữa nay mùng 2 nên mở người đi đi bắt sam này, đi xin lọc này. Rồi. Rồi tôi vô chùa lớn trước ở đây. Không phải cầm tam bộ hả? Không.
cậu tôi không biết của cậu. Xin cầu an này. Wow. Rất đông các bạn, đông xe con vô quá trời này. Chùa Quang Thế Âm Phúc Yển nha. Thank you.
câu này. Thu gì? Nè nè. Chân đầy gướp nó là lo chụp cho mình gướp chứ. Ngọ chính cái đâu là chính nè, nó ngọ. Rồi. Cái là không đứng lại, đứng lại. Cái chân ra chấm dài cái chân ra đây. Đây có người ra. Đây này Phúc, Phúc này con tính là đứng đây ngó vô trong nó chụp cái đặt nó chụp từ ngoài vô trong. Cái gốc con thùng nó, mấy gốc con thùng nó chứ không biết thật nhất. Con rồng to ghê các bạn nè. Đấy. Rồi.
chùa Quan Thế Âm Ngũ Giác Đài sang ngập. Mừng xuân Di Lặc.
Gần gần đây không? Em được bóng. Thank you.
chùa Quán Thế Âm Ngũ Giác Đài Sao Ngọc.